Đi thẳng thôi. Em Petrolimax nè, sợ không có cái xăng đồ vô uống cho hết. Nó lớn như ta. Đúng thị trấn của nó vẫn là Hát Bọt ha. Đây là cái nơi gọi là hẻo lánh nhất của Đà Tẻ. Hẻo lánh chưa? Đúng hẻo lánh chưa bà con? Má không đi không biết đường dài. Má đi rồi mới biết là Đà Tẻ nó phát triển còn hơn cái gì. Gớm không khác luôn. Nếu cái này là mình phải tự đi à,
ai dẫn đi á thì ok. Kiếm xong rồi cái người ta dẫn đi á. Nhưng mà người đất đai tắt tắt được rồi. Tắt tắt cái này được rồi. Đừng hỏi anh tại sao mày để ở như thế nè. Xa chịu lại luôn. Con đi đâu, con đi đâu. Học chịu lại luôn. Cái đường học này cái sông thì thôi luôn. Cái nó có đất rộng, cái bắt đầu nó xuống xây gì nó xây ra. Xây không có đất luôn. Nó có nhà trong kìa. Ô, nó bự. Trang trí nữa. Đi trong đây, đây đi xe hơn. Vào uống gì mọi luôn. Cái điểu luôn. Nhỏ đâu thèm nói. Đúng là ít ngồi đã giết. Chó tung tắng như mà. Cái thá gì? Đứa là kêu này bỏ lọc nguy hiểm đâu. Qua đây tao hiểu. Nó lọc nó một cách trắng gì luôn. Bắt tay à. Không một xe tải không? Không một xe tải đi đường này. Hey.
kìa. Cái đẹp bảo lòng. Sao nó cũng yếu yếu sao heo ơi. Trời mẹ. Nó quéo vô. Em dẫn hộ đi hộ về rừng. Về rừng đúng kìa. Thank you.
sẵn đây nha em. Còn bao nhiêu cây nữa là tới bảo đảm. Đang 30 á. Ok, mình đi một con đường này, đi con đường rất là tì chà, chắc là ghê. Suối. Wow. Lên là nè, đúng 10%. Thấy một tượng ra đó là bị tắt đường rồi. Giờ sao? Nãy mình đi cái khúc này đúng không? Cái khúc này nó khác khúc hơn đúng không? Mấy cái này lượn lượn theo đúng không? Ủa, em đi đâu vậy? Tại vì ở trên đường em thật coi thử cho em nó bao lâu á. Đi được không? Không đi được thì quay lại thôi chứ gì đó. Trời, 40 mấy cây hơi dài. Đúng là đèo 40 mấy cây mệt thiệt. Thôi quay lại đi, tìm đường quả vậy. Không vậy thôi, đi lại ha. Chú
cũng thấy ghê. Nhưng mà ít ra mình còn biết đường, đúng không? Đường cảnh báo được sạt lở luôn kìa. Đi xuống hay là đi xuống đúng không? Đi sát đó. Đấy. Dốc 10% nên mình đã là phải thắng kỳ sức. Đường đó đi cũng mai mốt mình muốn đi thử đường này á, còn phải đủ đồ nghề. Dạ dạ. Phản hồn từ lúc mà vô rừng rồi. Sao lấy ba cục xăng lại rồi? Để xử lý cái chỗ này cả. Đâu cho mẹ. Động lực nào để mình vượt qua con đèo này vậy? Ok. Nước đầu được. Thank you.
nãy giờ luôn, nó không lên tiếng luôn. Tiếp đi xuống là phải cẩn thận đó, đi xuống chống tay tay giữ tay thắng. Ờ, phải đi lại hai bên, nó không bay. Thấy đường điện đi ngon quá. Ghê quá. Lúc mà em cắm trại á, thứ nhất em phải đốt lửa, còn chỗ nào mà không cho đốt lửa là không được cắm. Chỗ nhưng mà đâu phải đốt nó sợ chứ mà. Cái thứ hai nữa là lúc mà dựng lều trại á, thì ra đâu đi vô bắt buộc em phải khóa cái lều lại. Cái này đi vòng á. Gặp thôi đã sợ rồi đúng không? Quéo nhỏ. Đây. Mặc dù nó không thấy ghê nhưng mà nó không an toàn. Rồi anh đang tưởng tượng ở cảnh mà mình đi tiếp là chắc phải tới 2-3 giờ mình mới tới được Bảo Lộc luôn đó. Tại vì kiểu phải đi chậm chậm á. Mà em giống như cái đèo Bảo Lộc đi. Đèo Bảo Lộc 10 cây mà mình đi kiểu mình không có cảm giác gì luôn. Không quá sức đổi bình thường. Hình như là em quay hết pin rồi đúng không? Đi mấy cái đường thì được. Hai cục điện đó hả? Ở đây có đường điện ngon quá hả? Hai đứa sống không thể thiếu điện đúng không? Nữa. Thank you.
Tốt nhất là em không thấy, em thấy mã mảnh rồi. Con đường này chúng ta sẽ đi một lần, lần này thôi, nên là cứ quay lại để làm kỷ niệm. Quay rồi anh đang quay đúng không? Ừ, đang quay luôn đúng không? Làm ngon làm thôi. Vậy là đi Hà Giang gì chưa? Lũng xuống Hà Giang. Hà Giang gì cần tàn ung đúng không? Ừ, mà cái này đã ghê rồi thì cái lũng cuốn nó còn ta là Hà Giang cái gì chứ, ta nung nó còn gớm hơn nữa. Anh thấy mấy đứa đăng lên clip lên á, nó còn ghê ác nữa. Mày nhăm nhăm thôi, anh về em làm clip anh up lên TikTok của anh mà đó. Tụi mày không ngon à? Đi hết chỗ anh chị là cũng mệt đấy chứ, có núi có biển luôn. Hả? Đâu? Cái này mới bắt đầu thôi. À, vô tầng kia vẫn còn chút. Hello. Xuống ta lấy nước uống miếng gì mà chắc phải kiếm cái gì á, chứ không bữa nào mà để tay vô cái xước luôn á, cái bịch cái hộp gì. Ủa, cái bình cà phê ở ngoài mà đâu cần xước đâu ta. Ủa, nó bị hư rồi nè. Nè, bên cà phê nè. Cần cà phê không? Chi? Trời đất ơi, mới cầu kìa. Rụt rác nha.
Sắp tuần sau mà anh đi là anh đi cha nhẹ. Bớt mầm đeo lại. Rồi tắt đi. Cái bài đó nó ra karaoke nó nhiều.